đón đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội Nhân dân Lào do đồng chí Trung tướng Kham Liêng Ụ Thạ Cai Sòn, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Lào làm trưởng đoàn, đã được tổ chức trang trọng vào sáng nay tại trụ sở Bộ Quốc phòng với sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong bối cảnh quân đội và nhân dân hai nước đang triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm lớn, tại hội đàm, hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Hai bên thống nhất đánh giá môi trường chính trị, an ninh thế giới khu vực hiện đang có nhiều biến động phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong đó có các thách thức an ninh như dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an toàn hàng hải, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn. Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, đồng thời triển khai toàn diện kế hoạch hợp tác năm 2022 giữa Bộ Quốc phòng hai nước, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm như tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, phối hợp tuần tra chung, đấu tranh phòng chống tội phạm, di cư tự do bất hợp pháp, đảm bảo an ninh an toàn khu vực biên giới hai nước, chú trọng hợp tác đào tạo, tăng cường hợp tác về công tác tuyên truyền, giáo dục cho các thế hệ trẻ về ý nghĩa tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam, Lào, ủng hộ nhau trong các diễn đàn đa phương và khu vực. Nhân dịp này, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng Quân đội Nhân dân Lào tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, tham dự hội nghị tư lệnh lục quân các nước ASEAN và giải bắn súng quân dụng quân đội các nước ASEAN trong thời gian tới. Trước đó cũng trong sáng nay, Trung tướng Kham Liêng Ụ Thạ Cai Sòn đã dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội Nhân dân Lào đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.